Giữa lúc nguồn cung gạo khan hiếm, cơ hội vô cùng lớn, phải nói là ngàn năm có một cho ngành lúa gạo nước ta tăng tốc xuất khẩu, lại có không ít ý kiến lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong nước, làm tăng giá gạo và đẩy giá thực phẩm trong nước tăng theo. Trước lo ngại thiếu căn cứ và hoàn toàn có thể làm lỡ cơ hội vàng này, lãnh đạo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong một phát biểu mới đây trên VTC 16 đã khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu từ 7,5 đến 8 triệu tấn gạo và vẫn đảm bảo cao an ninh lương thực trong nước, đặc biệt khi mà nông dân ta khi cần thiết có thể sản xuất tới 3 vụ lúa mỗi năm. Trong báo cáo giải trình các vấn đề chất vấn gửi các đại biểu Quốc hội vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 8, người đứng đầu ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã ước tính, ngoài lượng tiêu thụ nội địa thì cả nước sẽ còn khoảng 13,5 triệu tấn thóc, tương đương là 7-8 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu. Thông tin phần nào đã giúp cho người tiêu dùng cả nước yên tâm trong bối cảnh là cả nước đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo, tận dụng cơ hội ngàn năm có một về thị trường. Báo cáo giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, tổng diện tích lúa cả nước năm nay khoảng 7,1 triệu ha, sản lượng ước đạt trên 43,1 triệu tấn thóc, tăng hơn 452.000 tấn so với năm 2022. Theo tính toán ở kịch bản an toàn cao, lượng lúa gạo này đảm bảo an ninh lương thực cho 100 triệu dân và các nhu cầu tiêu thụ nội địa khác, dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, dự trữ trong dân, dự trữ quốc gia làm giống, cả nước sẽ dôi dư khoảng 13,5 triệu tấn thóc, tương đương là 7-8 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu. Từ nay cho tới cuối năm, nếu không có diễn biến bất thường của thời tiết thì sản lượng lúa gạo sẽ đảm bảo kế hoạch đáp ứng đầy đủ nhu cầu lúa gạo trong nước và yêu cầu xuất khẩu. Thưa quý vị, Đồng Tháp là một trong những tỉnh có diện tích sản xuất và sản lượng lúa gạo lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích sản xuất lúa mỗi năm của tỉnh Đồng Tháp dao động khoảng từ 480.000 đến 500.000 ha, sản lượng ước tính trên 3,3 triệu tấn. Và trước những biến động từ thị trường xuất khẩu kéo giá lúa gạo nội địa liên tục tăng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường lúa gạo. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Công Thương đôn đốc các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn có phương án về nguồn hàng lúa gạo để bảo đảm cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm 2023 và giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với giá bình ổn. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn duy trì lượng lúa gạo dự trữ bình ổn thị trường theo quy định để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết. Thực hiện việc thu mua giao hàng theo tiến độ hợp lý và cân đối lượng xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước, tránh mua gom ồ ạt gây bất ổn cho thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá lúa gạo trong nước tăng bất hợp lý. Địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 20 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong 6 tháng đầu năm 2023, do thị trường xuất khẩu gạo có nhiều thuận lợi, khi đơn hàng xuất khẩu lẫn giá bán sang thị trường tăng mạnh, lượng gạo xuất khẩu của Đồng Tháp ước đạt 263.000 tấn, kim ngạch ước đạt 152 triệu đô la Mỹ. Tỉnh này đặt mục tiêu năm 2023 xuất khẩu 338.000 tấn gạo, thu về kim ngạch 232 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, một số ngày gần đây xuất hiện hiện tượng là một số nông dân ở các tỉnh phía Nam dừng bán lúa tươi cho các doanh nghiệp mà trước đó đã từng cam kết là thu mua lúa cho bà con. Lý do là giá lúa gạo đang tăng theo từng ngày và vì lợi ích trước mắt thì một số bà con đã bán lúa cho các thương lái tự do hoặc là găm hàng để chờ giá lúa lên cao hơn. Và điều này gây ra sự xáo trộn nhất định của chuỗi liên kết, gây thiếu hụt cục bộ nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, nếu có sự đầu tư cho chuỗi liên kết chặt chẽ từ đầu vụ thì cả doanh nghiệp và người trồng lúa vẫn có thể có lợi nhuận cao hơn. Và đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có điều kiện thuận lợi cho điều hành xuất khẩu gạo, đem lại lợi ích chung cho tất cả các bên, ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo này đang chạy toàn bộ hệ thống các dây chuyền để đáp ứng kịp thời các đơn hàng xuất khẩu. Với công suất khoảng 120 đến 140 tấn lúa được chế biến mỗi ngày, các sản phẩm gạo chất lượng cao đang được các bạn hàng đón nhận. Đại diện doanh nghiệp cho biết, để có lượng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến, doanh nghiệp đã phải mất nhiều năm để xây dựng vùng nguyên liệu từ Bắc vào Nam. Hoạt động với các nhà cung cấp thì với nông dân thì vẫn bình thường. Tức là An Ninh vẫn tổ chức sản xuất bao tiêu, ký hợp đồng và nông dân cung ứng và chúng tôi thu hoạch diễn ra một cách bình ổn. Là với một tấn gạo, ví dụ như là ngày xưa chúng ta bán được khoảng 550 đô, thì bây giờ chúng ta có thể xuất khẩu được 650 đô. Tức là các nhà nhập khẩu sẵn sàng người ta chi trả những giá cao hơn như vậy. Thì có nghĩa là cùng một đơn vị diện tích, cái cùng một đơn vị sản phẩm thì chúng ta nó bán được giá trị cao hơn. Thì có nghĩa là nguồn lợi của cả cái đất nước chúng ta là tốt hơn. Cũng theo một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo,
việc nông dân bán lúa tươi cho các tiểu thương phá vỡ mối liên kết với doanh nghiệp hiện chỉ ở quy mô nhỏ. Và nếu mối liên kết giữa người trồng lúa và doanh nghiệp được giữ vững, thì bản thân nông dân trồng lúa là người được hưởng lợi hơn. Tưởng chừng là xuất khẩu thì tăng lên thì các doanh nghiệp sẽ được lợi. Thì tôi cho rằng là cái này là tùy từng doanh nghiệp thôi. Nhưng về mặt bằng chung thì tôi cho rằng là doanh nghiệp chưa hẳn đã được lợi. Về mặt quốc gia thì là có lợi rồi. Mình bán được giá lúa gạo tăng lên. Nhưng mà khi mà có thông tin thị trường là xuất khẩu tăng lên thì các doanh nghiệp lo thiếu hàng, tập trung đổ xô đi mua nguyên liệu. Nhất là mình không có hợp đồng bao tiêu trước. Thế là mình thu mua nguyên liệu, giá nguyên liệu nó tăng lên. Thế là nông dân thì rõ ràng là rất được lợi rất là nhiều. Nhưng các doanh nghiệp thì này, các chi phí đầu vào nó tăng lên. Trong khi đó thì giá để bán ra thì mình chưa kịp điều chỉnh. Trong lâu dài thì tôi nói rằng là Bộ Nông nghiệp đã trình chính phủ cái đề án 1 triệu hecta. Như một trọng cái là doanh nghiệp phải thực hiện liên kết với nông dân trong vấn đề sản xuất lúa để tạo ra một cái chuỗi giá trị khép kín. Khan hiếm nguồn hàng thì tôi khẳng định là đến thời điểm này không khan hiếm, là không hoàn toàn nguồn lúa gạo không khan hiếm. Đánh giá của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy Việt Nam vẫn đảm bảo 14 đến 15 triệu tấn lúa nguyên liệu, tương đương khoảng 7,4 triệu tấn gạo phục vụ xuất khẩu trong năm nay. Tuy nhiên, việc điều hành xuất khẩu gạo cũng phải cẩn trọng. Trong đó, 180 doanh nghiệp xuất khẩu vừa tập trung thực hiện các hợp đồng đã ký, vừa xem xét lựa chọn kỹ các đối tác mới với giá nguyên liệu đầu vào hợp lý. Do vậy, việc đảm bảo mối liên kết, các bên cam kết không tăng giá một cách phi mã, sẽ đảm bảo cho cả người nông dân trồng lúa và doanh nghiệp cùng có lợi ích lâu dài khi xuất khẩu gạo. Giá cà phê nhân sô ở trong nước ngày hôm nay giảm từ 100 đến 200 đồng một kg, giao dịch trong khoảng là 66.900 đồng đến 67.700 đồng một kg. Mức giá thấp nhất tại Lâm Đồng, các đại lý đang thu mua ở mức là 66.900 đồng một kg. Tiếp sau Lâm Đồng là Gia Lai, giá cà phê đang ở mức là 67.000 đồng một kg, giảm 200 đồng một kg, Đắk Lắk là 67.500 đồng một kg, giảm 100 đồng một kg, Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 67.700 đồng một kg, cao nhất cả nước. Thưa quý vị, hôm nay giá hồ tiêu vẫn khá trầm lắng và ổn định ở mức từ 71 đến 74.000 đồng một kg. Tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu thương lái đang thu mua ở mức 71.000 đồng một kg và giá ở Lâm Đồng giá là 72.000 đồng một kg, Đắk Lắk, Đắk Nông cao hơn và cao hơn một giá là giá tiêu tại Bình Phước 73.000 đồng một kg. Giá tiêu ghi nhận cao nhất là 74.000 đồng một kg tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mặc dù xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc có giảm trong 2 tháng gần đây, nhưng tính chung cả 7 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, tiếp theo sau đó là Mỹ.